Xin được kính chào những quý vị khán giả thân mến của dự báo thời tiết VTV ạ. Vâng, ngày hôm nay thì Thanh Vân rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong bản tin livestream của ngày mùng 5 tháng 7 ạ. Chiều nay thì ở thủ đô Hà Nội cũng đã có một cơn mưa rất là lớn và đã gây ảnh hưởng cho việc đi lại của quý vị khán giả. Đặc biệt là mưa vào đúng giờ tan tầm nên là gây ra tình trạng ngập úng cũng như là tắc đường cho nhiều tuyến phố. Không biết là quý vị khán giả nào ở Hà Nội thì có thể chia sẻ được cái cảm xúc của mình hay là những khó khăn khi mà di chuyển trên quãng đường về nhà không ạ? Vâng, bạn Đoàn Mạnh Toàn chia sẻ là Hải Phòng cũng đang bơi xuồng rồi chị ạ. Vâng, Hải Phòng có lẽ là cũng đang mưa rất to phải không ạ? Vâng, chào bạn Hạ Vi ạ. Vâng, rất nhiều quý vị khán giả chúng ta quan tâm là liệu rằng ngày mai Hà Nội còn có mưa không? Vâng, ngay sau đây thì Thanh Vân sẽ xin được cập nhật thông tin thời tiết cho các khu vực trên cả nước vào ngày mai ạ. Vâng, ngày mai thì Bắc Bộ cũng sẽ tiếp tục có mưa dông. Ở khu vực vùng núi và Trung Du thì cục bộ sẽ có điểm mưa to và nguy cơ cao sẽ xảy ra các hiện tượng như là lũ quét, này sạt lở đất tại vùng núi cũng như là ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Và mưa thì có thể kéo dài ít nhất là trong 4 ngày tới nữa cơ ạ. Vâng, quý vị lưu ý là khả năng mưa sẽ kéo dài trong 4 ngày tới nữa. Và trong mưa dông thì cũng sẽ có khả năng xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Quý vị lưu ý ngày mai những nơi mà có mưa cả ngày ở khu vực vùng núi Bắc Bộ như là tại Điện Biên Phủ này, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang. Thời tiết sẽ dịu hơn một chút bởi vì là có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá 30 độ. Còn tại thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác ở Bắc Bộ thì mưa sẽ xuất hiện chủ yếu vào khoảng thời gian là chiều tối và đêm, nghĩa là trong khoảng thời gian tan tầm như là ngày hôm nay đấy ạ. Trưa mai thì trời vẫn khá nắng và oi nóng, nhiệt độ vẫn là 32 cho đến 34 độ. Vâng, quý vị lưu ý là ngày mai thủ đô Hà Nội cũng như là nhiều nơi khác ở Bắc Bộ thì khả năng vẫn sẽ có mưa vào khoảng thời gian là chiều tối ạ. Sang ngày mai thì vẫn là giai đoạn nắng nóng cao điểm ở khu vực Trung Bộ và nhất là những khu vực vùng núi của Thanh Hóa, Nghệ An thì dự báo có điểm nắng nóng đặc biệt gay gắt trên 39 độ cơ ạ. Còn lại những khu vực khác thì từ Thanh Hóa đến Phú Yên, ngày mai nhiệt độ sẽ cao nhất trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ. Vâng, ngày mai thì khu vực Trung Bộ thì vẫn trong cao điểm của đợt nắng nóng, quý vị lưu ý nhé. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dự báo sáng đến trưa mai thì trời vẫn sẽ có nắng. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của Nam Bộ vẫn khá nóng với mức nhiệt là từ 32 cho đến 34 độ. Còn tại các thành phố thuộc khu vực Tây Nguyên như là Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Đắk Nông thì nhiệt độ khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Và khả năng đến chiều và tối mai thì ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa dông và cảnh báo cũng sẽ có nơi mưa vừa mưa to và cũng có thể xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tại nhiều nơi và nguy cơ cao có gió mạnh và sấm sét đi kèm. Vâng, bạn Nguyễn Quang Phú chia sẻ là Mê Linh mưa mát quá. Vâng, trời mưa nên là sẽ làm dịu không khí và quý vị cũng sẽ cảm thấy mát hơn. Tuy nhiên là mặt trái đó là mình cũng sẽ khó khăn hơn trong việc di chuyển. Vâng, quý vị
quý vị khán giả ở thủ đô Hà Nội thì lưu ý là ngày mai chiều tối và đêm thì cũng vẫn sẽ có mưa rào và dông ạ. Còn ban ngày thì trời vẫn sẽ có nắng, mức nhiệt trong ngày mai ở Hà Nội vào khoảng từ 28 cho đến 34 độ. Hà Nội tối liệu có tạnh không? Hiện tại thì thủ đô Hà Nội thì mưa cũng đã ngớt dần rồi ạ. Ban ngày thì thủ đô Hà Nội cũng vẫn sẽ có nắng. Tuy nhiên chiều tối mai thì khả năng cũng vẫn sẽ có mưa dông như ngày hôm nay ạ. Vâng, rất nhiều quý vị khán giả ở thủ đô Hà Nội ạ, đang quan tâm ngày mai Hà Nội còn mưa không? Ngày mai Hà Nội vẫn sẽ có mưa. Vâng, một quý vị khán giả ở Hà Giang. Hà Giang ngày mai thời tiết như thế nào? Ở Hà Giang đêm nay sẽ khả năng là có mưa vừa mưa to và dông, ngày mai thì cũng sẽ có lúc có mưa rào ạ. Nhiệt độ ngày mai ở Hà Giang từ 26 cho đến 30 độ. Và quý vị khán giả ở khu vực Hà Giang này cũng như là Điện Biên Phủ, Sơn La và Lào Cai thì lưu ý là ngày mai khả năng cũng sẽ có mưa cả ngày đấy ạ. Bạn Tuyến Nguyễn, Hà Nội mưa to mát quá. Vâng, với những khu vực khác như là tại vùng núi cao như là tại Sapa thì ngày mai cũng khả năng có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ ở đây sẽ thấp hơn một chút so với những khu vực khác, từ 19 cho đến 22 độ. Với Hải Phòng thì đêm nay sẽ có mưa rào và dông ạ, còn ban ngày sẽ có nắng. Nhiệt độ ngày mai tại Hải Phòng vào khoảng từ 28 cho đến 32 độ. Những khu vực khác như là tại Bắc Giang, chiều tối và đêm thì khả năng có mưa rào và dông, còn ban ngày cũng sẽ có nắng. Nhiệt độ từ 28 cho đến 33 độ. Còn tại Bắc Ninh thì cũng chung trạng thái thời tiết như vậy. Nghĩa là chiều tối và đêm thì khả năng cũng sẽ có mưa và ban ngày có nắng. Nhiệt độ ở Bắc Ninh vào khoảng từ 28 cho đến 32 độ. Với những tỉnh thành ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì dự báo ngày mai ban ngày thì vẫn sẽ có nắng, còn chiều tối khả năng vẫn sẽ có chuyển mưa dông đấy ạ. Cảnh báo một số nơi thì sẽ có mưa vừa mưa to và có khả năng gây ra tình trạng ngập úng. Bởi vậy mà quý vị chúng ta lưu ý là ngày mai ở nhiều nơi ở Bắc Bộ cũng như là nhiều khu vực ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa, sẽ có thể gây cản trở cho việc đi lại vào thời điểm tan tầm. Vì vậy mà chúng ta nên có những kế hoạch di chuyển cho phù hợp. Vâng, hy vọng rằng vào thời điểm này, vào khoảng thời gian là 8 giờ tối rồi thì quý vị khán giả chúng ta cũng đã có một hành trình di chuyển thật an toàn để trở về nhà. Vâng, những quý vị khán giả ở khu vực Trung Bộ ngày mai thì lưu ý là trời cũng vẫn sẽ nắng nóng. Mức nhiệt cao nhất tại vùng núi của Thanh Hóa và Nghệ An thì khả năng có những điểm trên 39 độ cơ ạ. Và trong khoảng thời gian này thì chúng ta lưu ý là hạn chế đi lại khi mà trời nắng nóng. Và chúng ta nên bổ sung đầy đủ nước ạ, để tránh tình trạng mất nước khi mà nhiệt độ cao như vậy.
Vâng, quý vị lưu ý một lần nữa đó là từ đêm nay và sáng mai thì khả năng Bắc Bộ cũng sẽ tiếp tục có mưa dông, đặc biệt là khu vực vùng núi và Trung Du thì cục bộ sẽ có những điểm mưa rất to ạ. Còn tại thủ đô Hà Nội thì vẫn sẽ có nắng vào ban ngày, còn chiều tối cũng sẽ chuyển mưa dông và khả năng là cũng sẽ đi kèm theo với sấm sét nguy hiểm. Và dự báo là mưa thì sẽ có thể kéo dài ít nhất là 4 ngày tới ạ. Vì vậy mà chúng ta cũng nên trang bị cho mình những vật dụng để có thể bảo vệ cơ thể như là ô dù này hay là áo mưa, cũng như là hạn chế tối đa thời gian chúng ta di chuyển ở ngoài trời mưa dông ạ. Vâng, và vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý nhất mà Thanh Vân mong muốn được thông tin đến quý vị khán giả. Hy vọng rằng quý vị khán giả chúng ta có một buổi tối thật là vui vẻ và có những hành trình di chuyển về nhà thật là an toàn. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những livestream tiếp theo.